bụng thì hãy mau cùng em vô bếp ăn đỡ gói mì tôm, chứ nhà đã hết gạo rồi. Trời đất, hết gạo sao không mua? Ủa, hồi sớm đi chợ gặp bà Tám ở xóm trên á, ba điều bốn chuyện có chút xíu à. Rồi sao? Tôi đi về nhà luôn, quên mất tiêu chứ sao. Trời ơi, anh la hoài cái tội này khó tha, em nói danh trong xóm hay là cà. Kỳ quá, nhắc hoài vô nhà hay nói bà Tám kêu em chứ em đâu có gọi. Thôi ăn mì thế cơm mới mốt là đêm chung. Nhà có mì tôm mà anh gọi đi ăn phở, đau xót quá ai ơi câu nghĩa vợ tình chồng. Thôi mà em, phở với mì tôm mới chỉ là nói vui nói giỡn, chứ em biết tánh anh mà, đâu có dám tí tợn với ai.